Mới đi học về nè. Tranh nãy nghe nói mày điện vẽ tranh nào đâu? Hả? Tranh đâu? Chú nào đâu cúng? Tranh bia vẽ múa đầu lăng đâu? À, tranh vẽ múa lăng nữa hả? Ra mà xem thử nãy. À, sao quét hả? À, hồi nãy nghe anh nghe mẹ nói là anh bia vẽ tranh. Vậy mà sao vậy? Ủa đây là con lăng hay con chó vậy? Con lăng à, chứ cúng nào Đậu có chà, lập lập trên trường hả? Bổ phúc nè, lớp 3A nè, tranh cũng được hết chứ hả? Sáng tạo, có trống nè, có đồ lăng nè, có người nhảy đằng sau nè, được cúng này phải không? Con lồng đèn này phải không? cũng á À, bỏ á à,